Sau gần 2 tháng huấn luyện, các tân binh tại Trung đoàn 971, Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng đã hòa nhập và trưởng thành hơn. Kết quả đó có được từ sự quan tâm sâu sát cả về vật chất, tinh thần của cấp ủy, chỉ huy các cấp và quan trọng nhất là sự chia sẻ giúp đỡ tận tình của đồng chí đồng đội. Càng đặc biệt hơn nữa, khi đồng hành cùng chiến sĩ mới những ngày nắng nóng trên thao trường là các cô, các chị của đơn vị. Cuối tuần qua, sau gần 2 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, để tiếp sức tân binh cho một mùa huấn luyện chất lượng cao, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã tổ chức cho chị em hội viên pha 100 lít nước chanh dành tặng cán bộ chiến sĩ trên thao trường. Cái nguồn mà vận động để mà tổ chức cái hoạt động này là lấy từ nguồn heo đất mà hội phụ nữ nuôi heo đất hàng năm và vận động thủ trưởng và các đồng anh em trong đơn vị. Ngoài ra thì đặc biệt chúng tôi cùng năm 2016 chúng tôi cũng trồng được một cái vườn chanh cam rất là lớn. Từ đây là chúng tôi có cái nguồn nguyên liệu chính để thu hoạch tiếp sức cho cái mùa hoặc cán bộ chiến sĩ huấn luyện ở thao trường năm nay. Để chuẩn bị cho hoạt động này thì ngày hôm qua chị em phụ nữ chúng tôi đã thu hoạch chanh tại vườn và với tinh thần vui vẻ phấn khởi để góp sức mình vào việc là giúp cho cán bộ chiến sĩ đạt được một mùa huấn luyện có chất lượng cao. Mỗi người một việc, hơn 300 ly nước chanh ngon, sạch, chất lượng từ nguyên liệu đến pha chế, sẵn sàng cùng tân binh xua tan nắng nóng thao trường. Đây là hoạt động thiết thực từ đồng đội là những người chị, người mẹ nhằm tiếp sức cho chiến sĩ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, giữ gìn kỷ luật nghiêm, nhắc lại các chiến sĩ mới vừa bước chân vào môi trường quân ngũ còn nhiều bỡ ngỡ. Tôi đến từ huyện Cư Mường A, tỉnh Đắk Lắk. Nay là nhập ngũ ở tại đơn vị ở Đà Nẵng. Đi từ đó đến đây xa xôi nên ba mẹ cũng chưa có dịp vào thăm. Cũng 2 tháng rồi cũng nhớ nhà, nhưng mà nay có các đơn vị của các anh chị vào chơi thăm cũng thấy vui. Hôm nay trời nắng, được các chị mời uống nước, ăn bánh, tôi cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Tôi hứa là sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ năm 2023. Có nước mát, có bánh ngon, có tiếng hát lại thêm nụ cười. Giờ giải lao thao trường sôi nổi mà chan hòa tình cảm đồng đội như tiếp thêm động lực để tân binh vượt qua 3 tháng quân trường với kết quả cao nhất. Được biết, hoạt động tiếp sức thao trường sẽ tiếp tục được Hội Phụ Nữ duy trì và có sự đổi mới hình thức thực hiện để cùng đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ trong mùa huấn luyện nắng nóng năm nay. Qua đó, cũng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt chương trình, mục tiêu của Hội Phụ Nữ trong năm 2023.